Điều này đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia, ông Hang Chunarong khẳng định trong cuộc trao đổi với phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia hôm nay. Bộ trưởng Hang Chunarong nhấn mạnh, Việt Nam đã hỗ trợ rất lớn cho Campuchia trong công tác đào tạo nguồn nhân lực. Trước đây, sau khi đánh tan chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, Việt Nam đã cử các chuyên gia đầu ngành sang hỗ trợ xây dựng lại đất nước và mở các trung tâm đào tạo. Và từ đó đến nay, chính phủ Việt Nam cũng đã cấp hàng chục ngàn suất học bổng cho các sinh viên Campuchia. Đặc biệt, Bộ trưởng xin gửi lời cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của Việt Nam trong việc tổ chức SEA Games lần này. Trước thêm SEA Games 32, Việt Nam đã đón các vận động viên Campuchia sang tập huấn cũng như san sẻ kinh nghiệm tổ chức SEA Games. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thanh niên và Thể thao Campuchia, ông Hang Chunarong cũng chúc mừng và đánh giá cao những thành quả mà Việt Nam đã đạt được trong SEA Games 31 vừa qua. Đặc biệt, đoàn thể thao Việt Nam đã có những thành tích xuất sắc đứng đầu bảng tổng sắp huy chương. Bộ trưởng xin chúc đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục giữ vững ngôi vị này trong SEA Games 32.